Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy Giang Vi hôm nay sư xin giải thích về phương pháp thực tập thiền minh sát, tiếng Pali gọi là Vipassana hay gọi là tứ niệm xứ. Vipassana hay là thiền minh sát do từ nguyên căn của Pali là Vipassana, là ví là khác, Vipassana là thấy, sự nhìn thấy khác khác nhau, được gọi là Vipassana hay là gọi là mình sắc về. Để hiểu và kinh nghiệm mình sắc về như thế nào mà hành giả có mục đích đi hành thiền tứ niệm xứ hay là mình sắc, để chúng ta thấy rõ sự thật. Vì chúng ta không thấy rõ sự thật nên chúng ta có sự đau khổ mà không biết làm sao giải thoát được sự đau khổ, nên sự đau khổ nó có thật và chúng ta không giải thoát được vì chúng ta không thấy sự thật. Mà nếu sự đau khổ có thật và chúng ta muốn giải thoát sự đau khổ thật là chúng ta phải thấy sự thật là cái nhân của sự đau khổ. Thế vậy chúng ta mới có niềm tin, vì tin có một vị ra đời, một vị đã giải thoát được sự đau khổ. Và chúng ta có niềm tin rồi, chúng ta mới bắt đầu chúng ta thực tập thiền minh sát hay thiền Vipassana. Như thế nào là sự thật mà hành giả ngồi thiền để tìm hiểu sự thật? Hôm nay, hôm qua chúng ta đã bắt đầu hành thiền. Lấy một ví dụ, chúng ta chú tâm là hơi thở thiền, để có thiền, để có tâm thiền. Cái thiền có một cái nguyên căn của Pali gọi là Dhyana. Dhyana là thiền. Vì cái thiền là thiêu hủy được phiền não, nghĩa là thiền, Dhyana là thiêu hủy được phiền não. Và thiêu hủy phiền não, thiêu hủy như thế nào? Trở lại vấn đề mà khổ u, sự tham u ở đời mà chúng ta gặp. Chỉ có thiền chúng ta mới tiêu diệt nó được, tiêu hủy được. Có hai thiền gọi là thiền định và thiền tuệ, Samatha và Vipassana. Thiền định có khả năng đè nén phiền não, Vipassana có khả năng diệt trừ phiền não. Phương pháp thiền mà chúng ta đang thực hành gọi là thiền Vipassana hay là minh sát tuệ mà quý vị đang thực tập. Như thế nào gọi là ngồi thiền? Hôm qua đã bắt đầu vào khóa thiền, quý vị đã và đang thực tập. Lấy một ví dụ, hành giả ngồi, khi ngồi rồi hành giả chú tâm nơi hơi thở của mình, thở vào thở ra hoặc chú tâm nơi bụng. Và khi chú tâm nơi bụng thì phải có trí nhớ,
Còn cái chánh niệm luôn luôn thường nhắc cái gì? À, cái chánh niệm phải có trí nhớ. Nhớ cái gì xảy ra trong lúc bây giờ. Biết cái gì xảy ra trong lúc bây giờ. Đó gọi là chánh niệm. Như vậy khi quý vị chú tâm nơi mũi hoặc nơi bụng, quý vị thấy có cái sự xảy ra trong lúc bây giờ. Đó là hơi thở, bụng phồng xẹp. Như vậy khi mà quý vị chú tâm nơi đối tượng như vậy, quý vị sẽ thấy được cái trạng thái của cái bụng phồng ra xẹp xuống, phồng lên xẹp xuống, cái sự co giãn của cái bụng. Hay là hơi thở vào thở ra. Đó là ý nghĩa của thiền quý vị đang tập. Và khi tập như vậy giả mới ghi nhận, cứ tiếp tục ghi nhận, cứ tiếp tục niệm. Niệm là niệm thầm trong tâm. Như phòng à, xẹp à, hoặc niệm phòng, 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 xẹp, 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 xẹp. Hoặc chú tâm nơi hơi thở, thở vào, biết thở vào, và thở ra, biết thở ra. Niệm thầm trong tâm như vậy gọi là sự niệm. Sự niệm như vậy để chúng ta cột tâm ta trên đối tượng, cột tâm chúng ta trên đối tượng là hơi gió, để chúng ta theo dõi hơi thở chúng ta. Vậy khi mà giả chú tâm nơi bụng hoặc nơi mũi thì giả sẽ thấy được cái hơi thở. Và bây giờ có ai biết được hơi thở? Hồi nào tới giờ chúng ta có biết chúng ta có hơi thở không? Chúng trả lời là chúng ta không biết chúng ta có hơi thở. Chúng ta có hơi thở mà chúng ta không biết chúng ta có hơi thở trong lúc bây giờ. Như vậy khi chúng ta ngồi thiền, chúng ta phải ghi nhận cái gì mà xảy ra trong lúc bây giờ. Thiền minh sát là như vậy. Cái gì xảy ra trong lúc bây giờ, chúng ta phải biết, chúng ta phải niệm. Niệm chánh niệm, ghi nhận những cái gì mà nó xảy ra trong lúc bây giờ. Những đối tượng nào mà nổi bật nhất trong lúc bây giờ khiến tâm cho chúng ta hay biết, thì chúng ta phải ghi nhận. Thì vấn đề tâm hay biết hồi nào chúng ta, tâm chúng ta luôn luôn là hay biết. Hay biết chuyện quá khứ cũng nó biết, chuyện tương lai cũng nó biết. Mà trở lại nó khuyết điểm, nó biết nhiều về quá khứ, nó biết nhiều về tương lai, mà nó không biết trong lúc bây giờ. Vì không biết trong lúc bây giờ cho nên chúng ta không làm sao giải quyết được những sự đau khổ. Mọi nào tới giờ nó đã có và đang có và nó sẽ có. Chúng ta không biết giải quyết nó. Làm sao tôi đau khổ như vậy, tôi buồn khổ như vậy, làm sao tôi giải thoát được sự đau khổ? Chúng ta không biết cách để giải thoát nó. Thì nhờ có một vị ra đời, Đức Phật ra đời, Ngài dạy phương pháp. Thì Ngài đã giác ngộ, Ngài giải thoát được những sự đau khổ mà chúng ta đang đau khổ. Hồi trước Ngài đau khổ như chúng ta. Bây giờ Ngài đã giác ngộ, Ngài giải thoát trước chúng ta 2548 năm đã giải thoát rồi. Và chúng ta có niềm tin có một người giải thoát như vậy. Qua kinh kệ tiểu sử của một vị giác ngộ và những người đã thực tập theo Ngài, được giác ngộ như Ngài, và những người mà tiếp tục thực hành theo những người mà đã kinh nghiệm sự giác ngộ của Đức Phật có. Vì vậy chúng ta mới tiếp tục chúng ta thực hành bây giờ để giải thoát những sự đau khổ ấy. Đức Phật dạy khi chúng ta muốn giải thoát, chúng ta phải có chánh niệm. Hồi nào tới giờ chúng ta không có chánh niệm, vì vậy chúng ta mới đau khổ cho đến ngày hôm nay. Sở dĩ Đức Phật giác ngộ vì Ngài có chánh niệm. Chánh niệm là sự hay biết trong lúc bây giờ, quý vị nhớ đừng có quên. Chánh từ này nên thuộc lòng, và
thuộc cái kỹ thuật phương pháp để hiểu như thế nào gọi là có chánh niệm. Bây giờ chúng ta có chánh niệm và chúng ta không có chánh niệm. Nhờ một ngày đã qua, quý vị theo dõi một đối tượng mà quý vị ghi nhận. Khi mà quý vị ghi nhận, quý vị mới biết được như thế nào gọi là vipassana, như thế nào gọi là thiền minh sát, là thấy đối tượng khác khác nhau. Như thế nào khác nhau? Khi mà chúng ta nói là hơi thở, chúng ta chỉ biết hơi thở. À, bây giờ bắt đầu chúng ta kinh nghiệm trong lúc mà chúng ta đang hành thiền. Khi thở vào như thế nào chúng ta biết, thở ra như thế nào chúng ta biết. Khi chú tâm nơi bụng, bụng phồng chúng ta biết bây giờ bụng chúng ta đang phồng. Khi bụng xẹp chúng ta biết bây giờ bụng chúng ta đang xẹp. Thì tập như vậy để phát sanh trí tuệ. Trí tuệ để nhận thức được hồi nào tới giờ chúng ta không hiểu như thế nào gọi là sự thật, cái tầm quan trọng chung và như thế nào có sự thật riêng riêng của nó, như thế nào gọi là một sự thật mà chúng ta thường là chung hoặc riêng hoặc thường dùng gọi là chân đế hoặc tục đế. Danh từ chân đế hoặc tục đế chúng ta cũng ít có nghe, mà bây giờ chúng ta cũng nên học. Cứ như bắt đầu chúng ta học chữ, hồi nào tới giờ chúng ta không biết nguyên âm phụ âm, cũng như hồi lúc còn tuổi trẻ không biết nguyên âm như thế nào, phụ âm như thế nào. Khi mà chúng ta vào trường chúng ta biết được như thế nào nguyên âm như thế nào phụ âm. Một ngày đã qua, chúng ta chú tâm lên đối tượng, chúng ta bắt đầu hiểu như thế nào gọi là hơi thở và như thế nào gọi là có chánh niệm theo dõi hơi thở hoặc không có chánh niệm theo dõi thở hoặc quên. Biết thêm bây giờ có hơi thở đó, tục đế gọi là bụng phồng bụng xẹp đó, bây giờ có chánh niệm theo dõi bụng phồng bụng xẹp, bây giờ bắt đầu thấy bụng phồng xẹp là một cái riêng, bây giờ có chánh niệm theo dõi được bụng phồng xẹp là một cái khác riêng. Chánh niệm là một tâm sở thiện. Tâm sở thiện thường thường nó đi chung với tâm. Như vậy khi hành giả ngồi thì hành giả mới gọi là chú tâm. Sự chú tâm nghĩa là hướng tâm về đối tượng, về hơi thở. Thì chúng ta mới đưa tâm chúng ta nơi bụng. Bây giờ tâm chúng ta ở nơi bụng mới có chánh niệm ghi nhận. Ghi nhận là phòng à. Đó trí nhớ nó ghi nhận. Nó khi xẹp à, trí nhớ ghi nhận. Như vậy trí nhớ cùng với tâm, nó sanh một lực, nó tâm lại diệt một lực cho tâm. Khi mà là chú tâm nơi bụng, thì cái tâm đã đi nơi bụng. Khi tâm ở nơi bụng nó biết, chỉ biết ở nơi bụng, làm thế nào ở nơi bụng. Vì nó không biết chuyện quá khứ tương lai. Chỉ biết là chỗ đó nó phải ở chỗ đó. Và nó có khả năng hay biết. Vì khi mà chúng ta chú tâm nơi đó, nó có sự hay biết ở nơi đó thôi. Và trí nhớ và chánh niệm ghi nhận những cái đặc tính của tâm đang hay biết. Cũng như tâm đang ở nơi bụng, bây giờ bụng nó phồng, thì mới ghi nhận nó là phồng, bụng xẹp, mới ghi nhận nó là xẹp. Mà khi ghi nhận như vậy, chúng ta mới hiểu biết được tâm chúng ta phóng, tâm chúng ta không phóng một ngày nay. Như vậy khi để tâm nơi hơi thở hoặc nơi bụng, hồi nào tới giờ nó tâm có một chiều hướng quen của nó. Quen nói cho nào quý vị biết. Nó quen mà quý vị biết á. Mà bây giờ tập nó ở chỗ này, nó không ở lâu vì nó quen. Nó đã quen như thế nào? Mỗi mỗi hành giả biết sự quen của tâm. Khi mà đã tâm để chỗ mới này nó không có quen, nó không ở lâu. Như vậy chúng ta mới thấy, thấy tâm chúng ta. Cái mới này không quen mà nó quen cái cũ. Mà quen cái cũ là quen cái gì? Quen cái sự đau khổ của nó, cái buồn với cái lo của nó. Mà hướng tâm về đây nó chưa có quen. Nhờ vậy mà hành giả mới thấy được. Vậy chúng ta thấy được thân chúng ta và thấy được tâm chúng ta. Khi nói thân á,
là chúng ta ngồi như vậy gọi là thân. Và bây giờ theo hơi thở một phần của thân, gió, chúng ta người này có đất nước lửa gió, hơi thở một phần của thân. Vậy khi mà chúng ta chú tâm như chúng ta bắt đầu chúng ta có sự biết, rồi có thấy thấy tâm tôi phóng mà tâm tôi suy nghĩ, hoặc có một giây phút nào đó tâm tôi không phóng, tâm tôi không suy nghĩ, giờ thấy gì? Thấy được hai cái, thấy được tâm phóng và tâm không phóng. Ngoài khi mà chúng ta thấy được vậy, chúng ta thấy gọi là chúng ta thấy sự riêng biệt của con người. Giờ gọi là chúng ta thấy chung như thế nào ạ? Chúng ta thấy chung. Khi mà hành giả vào khóa thiền, bây giờ hành giả lại ngồi chung, gọi là thiền sinh đang ngồi. Như vậy một danh từ thiền sinh đó là chung, một danh, một cái tục đế, một sự thật chung. Mà chúng ta gọi là thiền sinh. Vậy là thiền sinh dù nam dù nữ gọi là thiền sinh. Như vậy khi mà chúng ta nhìn trở lại nữa chúng ta thấy khác. Vậy trong nhóm thiền sinh này có thiền sinh ở Hoa Thành Đố và có thiền sinh ở Thanh Xô nha. Như vậy cái này có một cái tục đế mà chúng ta thấy rõ thiền sinh khác khác nhau. Trong thiền sinh bây giờ chung rồi có khác là khác như vậy. Chung là thiền sinh mà khác một số người ở Hoa Thành Đốn, một số số người ở Maryland, một số người ở Việt Tây Nha, một số người ở Thanh Xuân Nha. Như vậy chúng ta trong chung mà chúng ta bắt đầu chúng ta thấy riêng. Như vậy thấy riêng là như vậy đó. Rồi khi hành giả ngồi thiền, bắt đầu ngồi thiền chúng ta bắt đầu thấy nữa. Tôi, cơn ngồi thiền. Mà khi bắt đầu quý vị ngồi thiền, quý vị bắt đầu quý vị thấy. Thấy tâm và thấy thân, thấy tâm và thấy hơi thở. Bây giờ ai thấy được tâm, ai thấy được thở? Ai thấy cái gì đó? Bây giờ con người chỉ hai cái thôi. Thân với tâm. Bắt đầu chúng ta thấy rõ thân với tâm. Rồi ai biết cái này là thân, ai biết cái này là tâm, có một ngày nào đứng ra biết, đó chính là cái ánh sáng của trí tuệ, ánh sáng của chánh niệm. Khi mà có đối tượng, rồi cái tâm ở nơi đối tượng và có chánh niệm ghi nhận, thì sẽ có sự hiểu biết, sự hay biết. Đó gọi là Vipassana, gọi là minh sát tuệ, thấy sự khác khác nhau, thấy đối tượng khác khác nhau, là như vậy. Vậy khi mà thấy đối tượng khác khác nhau như vậy chúng ta gọi là có sự hiểu biết, biết được thân và biết được tâm. Người biết này là một cái gọi là người học, người hành thiền được biết như vậy, chẳng khác gì trong gia đình, quý vị có con và đưa con để đi học. Trong vài ngày nó trở về, nó đọc quý vị biết, cho bây giờ nó con của quý vị biết đọc chữ, biết được nguyên âm phụ âm, mà trong khi nhìn chữ và nó biết đánh dần cái chữ đó, cái này là nguyên âm, cái này là phụ âm, đánh dần cho quý vị. Như vậy trong cái trí tuệ biết được nguyên âm là phụ âm là do sao mà biết, họ biết nữa, tại đi học, tại nó đi học, cho nên nó biết như vậy. Như vậy có hai cái nhân. Một cái đầu tiên á là vì lý do đi học mà nó biết được chữ này, thì chẳng khác gì hành giả. Bây giờ biết được thân, biết được tâm, cái nhân biết được thân, biết được tâm vì quý vị hành thiền, vì đến đây hành thiền vì mới biết được thân, biết được tâm. Đó là cái trí tuệ mà quý vị biết trong lúc mà quý vị đang hành thiền. Như vậy trí tuệ nó gọi là có trí tuệ chứ cũng chưa gọi là có trí tuệ, chưa dùng được. Cũng như là đứa nhỏ mà đi học nó chỉ thấy chữ mà đánh dần chữ ra được, chưa gọi là có trí tuệ để mà dùng được. Như thế nào mọi người dùng để dùng được? Khi mà đánh dần cái chữ đó, mình hiểu nghĩa của chữ đó, rõ ràng của chữ đó, cái chữ đó biến thể như thế nào thì mới hiểu. Vậy khi đứa nhỏ nó học, khi học thuộc nó bắt đầu biết rồi, trung trường mấy cái bắt nó học bài thuộc lòng. Bài thuộc lòng luôn luôn sư thường hay nhớ. Đứa nhỏ mới biết nói, biết cười, biết nói chuyện, rồi cha mẹ mới dạy, đó gọi là thầy đầu tiên của đứa nhỏ. Còn cha như núi Thái Sơn,
nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Bắt đầu cái chữ đó, chữ cha cho mẹ rất bắt đầu có nghĩa của nó. Vậy đó, cái cha đó trở thành cha cho con mình nuôi dưỡng, gọi là giống như núi Thái Sơn. Vì núi Thái Sơn một cái núi lớn nhất ở trên trái đất này, hay ví dụ giống như núi Hy Mã Lạp Sơn, một cái núi cao nhất, lớn nhất vậy nè. Lớn như vậy thì nghĩa mẹ như thế nào? Nước trong nguồn chảy ra, vì cái nước nó luôn luôn có nguồn của nó chảy ra không ngừng nghỉ, giống như nước Cửu Long vậy đó, có nguồn nó từ Hy Mã Lạp Sơn, từ bên Tây Tạng rồi cứ chảy xuống sông Cửu Long chảy vào biển. Như vậy bắt đầu nó hiểu nghĩa như vậy đó, cái chữ đó ra nghĩa. Thì hành giả ngồi thiền như vậy, đến khi nào hành giả lãnh hội được cái biến thể của cái thân này, nó biến thể ra, cái tâm này nó biến thể ra, hiểu được đặc tánh đặc tướng của thân và của tâm, thì người hành giả mới gọi là hành giả có trí tuệ, bắt đầu có trí tuệ. Nghĩa là hành giả ngồi thiền, hành giả thấy thân của hành giả như thế nào, thấy tâm của hành giả như thế nào, nó sẽ thấy được cái hành giả hành thiền đã lâu và hành giả đang hành thiền và có sự biết. Trong mỗi đối tượng, tất cả đối tượng đều có sự sanh và diệt như thường, gọi là các pháp hữu vi. Như vậy cái thân của mình cũng vậy, cái tâm, tâm vương, tâm sở, đó gọi là các pháp hữu vi. Có sự sanh rồi diệt, sự sanh rồi diệt là thường. Vì vậy khi chúng ta ngồi thiền, chúng ta mới thấy tâm chúng ta. Chúng ta không thấy tâm, bây giờ chúng ta thấy tâm chúng ta sanh rồi tâm chúng ta diệt. Ví dụ tâm chúng ta để nơi ngồi chú tâm, chúng ta chú tâm để niệm bổn. Và khi chúng ta để tâm như bổn, chúng ta bắt đầu chúng ta biết bổn phận bổn sạc. Vậy trong hơi gió đó, có bắt đầu của hơi gió, bắt đầu phòng, rồi có sự chấm dứt của phòng, rồi bắt đầu sạc, sự chấm dứt của sạc. Vì vì quý vị mới niệm phòng à, vì phòng mấy phòng à, tại sao niệm à? Vì cái hơi gió nó vẫn còn kéo dài, mới dùng cái tiếng điểm là à để theo dõi hơi gió. Hoặc người ta có thể niệm phòng 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 để niệm theo cho đến hết hơi gió, sự căng thẳng của bụng phòng và sự co giãn của bụng sạc. Như vậy quý vị sẽ thấy được một cái đối tượng đó, một mà sao lại chia làm thành hai thành ba. Một nó bắt đầu của nó và chấm dứt của nó thành hai, hoặc nó bắt đầu và kéo dài chấm dứt thấy thành ba. Phòng cũng như trong sẹp, hoặc là tâm bây giờ thấy tâm phóng, tâm suy nghĩ, hành giả bắt đầu hành giả niệm suy nghĩ à, khi mà suy nghĩ không phải một cái suy nghĩ, nó bắt đầu cái đầu cái đuôi của nó, bắt đầu nó suy nghĩ tới. Như vậy chúng ta niệm mà suy nghĩ, khi mà chúng ta nên vậy thì suy nghĩ này sẽ thấy không có suy nghĩ nữa. Cái gì cũng như vậy, bắt đầu của nó và chấm dứt của nó, khi mà chúng ta có chánh niệm, có chánh niệm ghi nhận, thầy thấy đặc tánh của đối tượng là như vậy đó. Cái đối tượng nào cũng như vậy, hữu tình hoặc vô tình. Hữu tình là con người có thân có tâm, vô tình là cây cỏ nhà cửa vân vân, tất cả đều thay đổi lâu hoặc mau. Chúng ta đã từng nghe, đã kinh nghiệm, chúng ta già đau chết của nhà cũng vậy, cũng như tuy rằng chúng ta thấy bằng mắt cho là nhà mới, nhưng mà nếu chúng ta nhìn kỹ hoặc là ở lâu năm 10 năm gọi là nhà cũ, cái gì nó cũng bắt đầu và kéo dài chấm dứt của nó, tùy theo tuổi thọ, tùy theo sự sinh diệt của mỗi mỗi đối tượng. Vậy mà khi chúng ta thấy như vậy mới gọi là hành giả hành được minh sát tuệ, hay là hành vipassana, hành thiền. Và cái lợi ích của hành thiền để chúng ta giải thoát, thoát được sự đau khổ mà mỗi mỗi chúng ta đều kinh nghiệm về sự đau khổ. Mà muốn giải thoát những sự đau khổ mà chúng ta đã kinh nghiệm trong cuộc đời chúng ta, mà muốn giải thoát cái đó, khoa học có thể làm được một phần nào của thân này khi thân này nó đau khổ, làm một phần thôi, nhưng mà cuối cùng cũng không làm được, bó tay chịu. Và chúng ta có niềm tin, tin
có vị giải thoát được cái sự đau khổ Đức Phật. Vậy chúng ta mới niềm tin Đức Phật có một vị cao thượng, Ngài là thầy của chư thiên và nhân loại. Tại sao là thầy của chư thiên là nhân loại? Nhân loại là người đau khổ. Thầy, tại sao thầy của chư thiên? Vì chư thiên cũng vậy. Khi mà hưởng sự an vui ở cõi trời thì cũng thay đổi nữa. Thì cũng thay đổi hết sự vui cũng khổ. Và Đức Phật Ngài dạy, Ngài hướng dẫn bà Phật mẫu khi sinh về cõi trời. Đức Phật lên cung trời đã lời thuyết pháp trong 3 tháng để độ bà Phật mẫu, thấy rằng sự an vui cõi trời cũng là tạm bợ, không phải là vĩnh viễn. Như vậy khi mà chúng ta không có chánh niệm trong đối tượng, mỗi đối tượng mà nó hiện ra xảy ra trong lúc bây giờ mà chúng ta không có chánh niệm, thì chúng ta có một cái sự hiểu lầm ở trong đối tượng. Vậy đôi khi chúng ta để hiểu biết đối tượng, để hành thiền như vậy, hành thiền để quán cái gì? Đôi khi có người ta hỏi, vì quý vị đi ngồi thiền thì quán cái gì? Ngồi chi vậy? Quý ngồi làm sao? Như thế nào gọi là ngồi thiền? Mới nhất quý vị biết cách quán, quan sát đối tượng, biết cách tu, thì quý vị mới giải thích những cái câu hỏi, hoặc là chúng ta giải thích với chúng ta để chúng ta hiểu. Bây giờ chúng ta quán cái gì đây, ngồi quan sát cái gì đây? Hơi thở chỉ hơi thở không hay sao? Chỉ hơi thở là hơi thở, chúng ta quan sát nó có lợi ích gì hơi thở? Có lợi ích. Nếu mà chúng ta không có hơi thở 3 phút là chúng ta chết rồi, là như vậy đó. Mà có lợi ích của nó. Và chúng ta theo hơi thở, mà nó hơi thở nó thường không, nó không thường. Và không thường gì, khổ hay vui, nó khổ, nếu không thường là khổ. Chúng ta đã từng kinh nghiệm, hơi thở chúng ta thiếu hơi thở, chúng ta gọi là chúng ta mệt, thiếu hơi thở, và chúng ta thấy khổ. Hơi thở là vô thường, chúng ta khổ. Như vậy vật nào là thay đổi, vô thường, khổ, chúng ta không điều khiển được. Như vậy không phải là của ta. Cái đó không phải là của ta. Như vậy, cái đó là chúng ta cần phải kinh nghiệm, cần phải thấy như vậy. Đã thuộc vấn đề quán, vấn đề kinh kệ, kinh Bát Nhã có câu quán tưởng ngũ quẩn, giải không đó. Ngũ quẩn không có dưỡng quẩn, không. Nhưng mà chúng ta không như vậy. Quẩn là ngũ quẩn của ta, đã đâu có thấy không đâu. Thì vì vậy cho nên là lấy ngũ quẩn làm đối tượng để chúng ta tu, chúng ta quán ngũ quẩn, để cho thấy ngũ quẩn này không mà chúng ta giải thoát được sự đau khổ. Chúng ta có ngũ quẩn người nào tới giờ, ngũ quẩn là cái gì? Có 5 cái. Như vậy ở trong vũ trụ này gọi là con người, gọi là thế giới này này. Thế giới này không ngoài ngũ quẩn. Ngũ quẩn là sắc quẩn này, thọ quẩn này, tưởng quẩn là hành quẩn, là thức quẩn này. 5 cái quẩn này rồi gộp lại gọi là con người. Đó gọi là một thế giới. Con người sống trong một thế giới, cái tâm nó sống ở trong một thế giới đó. Rồi từ thế giới đó nó sống ở trong một trái đất này. Ví dụ như vậy, cùng tạm thay đổi. Vậy mà khi chúng ta hành thiền, chúng ta để giải thoát những sự đau khổ mà chúng ta hiểu lầm, chúng ta chấp lầm, không thấy sự thật, mới ngồi thiền đó thôi. Bây giờ nói vấn đề cái sắc quẩn là gì? Sắc quẩn là đất nước người gió, sắc là hình dáng, hơi thở, chúng ta theo dõi. Từ ngoài sắc đó, người ta thọ tưởng hành thức, mỗi quẩn riêng, mà bây giờ chúng ta ngồi thiền chúng ta mới thấy. Nó lên, bắt đầu nó đưa lên hết, đặc tính của nó đưa lên, trạng thái của nó đưa lên. Nhưng bây giờ chúng ta không mình kinh nghiệm, không thấy rõ đặc tính của nó, không thấy rõ trạng thái, chúng ta vẫn đó là tôi. Cái thân này là tôi, hồi trước tôi, bây giờ tôi và sau này cũng tôi. Cái thân này này, dù cái tưởng cũng vậy, hồi trước là như vậy, hiện tại như vậy, tương lai cũng vậy. Và cái thọ cũng vậy, hành thức cũng như vậy.
Đó là chúng ta nghĩ nó là như vậy và chúng ta chấp đó là của ta hồi nào bây giờ. Như vậy cái sự tất cả sự đau khổ, sự đau khổ mà chúng ta có vì những cái thay đổi khổ mà không phải là của ta và chúng ta có một ý nghĩ sai lầm, đó là thường, đó là vui, đó là của ta. Và cuối cùng không phải là của ta, chúng ta không trở tại kịp. Cứ như vậy, mọi kiếp, hồi nào tới giờ, tới ngày hôm nay, chúng ta không trở kịp, không thấy rõ. Và cuối cùng, nhờ chơi với, rồi chúng ta đau khổ, chìm, là sông mê bẻ khổ đó, lội hoài, lội qua lội lại tìm bờ, không ra. Nhờ vì giác ngộ, Đức Phật là vì giác ngộ mới là như vậy. Mẹ chúng ta giác ngộ. Giác ngộ như Ngài vậy đấy. Như vậy giác ngộ như thế nào Ngài giác? Dạy cho người giác ngộ. Ngài dạy một cái để chúng ta dễ hiểu, dễ lãnh hội nhất. Nhưng dễ thật. Mà ra lại chúng ta không lãnh hội là một cái chuyện khó, không phải chuyện. Cũng như thế nào mà Đức Phật dạy chúng ta? Đức Phật cho chúng ta có chánh niệm, chỉ biết trong lúc bây giờ, biết xuống trong lúc bây giờ. Sự thật nó là như vậy đó. Sự thật đó là, sự thật đó là như vậy. Mà chúng ta bóp méo nó. Sự thật không phải là như vậy đó, chúng ta nghĩ nó. Cũng như là hơi thở. Hơi thở là một hơi thở hẳn gió hẳn. Mà chúng ta nói là gió này là của mình đó là như vậy. Thì gió này thường với chúng ta. Gió của chúng ta. Đó. Vậy có một vị đạo sĩ đi tìm học đạo, tìm con đường giải thoát. Tìm nghe là có một vị giải thoát. Hay Đức Phật. Khi mà đi tìm gặp Đức Phật, vì đạo sĩ mà xin học. Thế Đức Phật, trong lúc đó Đức Phật đang có nhiệm vụ Ngài đi trị bệnh thể thực. Thì vị đạo sĩ có một cái căn, lâu trước đã tu rồi, đã tu nhiều đời nhiều kiếp nhưng mà chưa giác ngộ. Mà khi sanh lên rồi, là một vị đạo sĩ cũng tìm đường, con đường giải thoát. Nhờ ba la mật của kiếp trước, mà khi có hạnh kiểm tốt, thần đồng có cái niềm tin, người này người tốt, vì thân không ác, không nói ác, là một người tốt hơn những người khác, bắt đầu có niềm tin. Mà khi có niềm tin rồi, người ta có sự kính trọng, cúng dường, dịu đạo sự tự nhiên nghĩ rằng, người ta tin tưởng ta là một người gì? Người giải thoát, một người giác ngộ. Nhưng mà khi nhờ ba la mật thấy mình không phải là người giác ngộ, mới hỏi là vậy trên thế gian này có ai mà có người ta có niềm tin như quý vị tin tôi vậy không? Có. Mà ai có một vị ở kỳ duyên tình xá, vị Phật có bổn đạo nhiều, Phật tử đông lắm. Vậy là người đó gọi là người giác ngộ. Khi nó là người giác ngộ, Ngài nó mới đi tìm. Ngài đi tìm học phương pháp giác ngộ của vị này. Thế là biết được tâm. Thì đi tìm Đức Phật, gặp Đức Phật. Khi gặp Đức Phật mới bạch Đức Phật xin học phương pháp tu để mà giải thoát. Thế Đức Phật từ chối ba lần vì trên con đường đi đi bình cách thực. Sao khi ba lần từ chối rồi, vị đạo sĩ mới bạch cho Đức Thế Tôn, bạch tôn giả Cồ Đàm. Tôi nghĩ rằng nếu mà Ngài không dạy tôi, có biết đâu trong giây phút tới này có chuyện xảy ra tới tôi. Một là tôi sẽ chết, tôi không được học phương pháp như Ngài. Hai là đức tin của tôi. Tôi không có niềm tin như Ngài nữa. Nên. Hoặc là nếu mà Ngài tịch đi là tôi làm sao tôi học được như Ngài.
Thì đúng lúc đó Đức Phật mới dừng chân lại để dạy. Tên đạo sĩ gọi là Ba Giá, này Ba Giá, những người hay sống trong hiện tại. Như thế nào gọi là sống trong hiện tại? Sutte sutamattang pubisati, titthe sutamattang pubisati. Khi đạo sĩ thấy, đạo sĩ chỉ biết là thấy thôi. Một khi đạo sĩ nghe, đạo sĩ chỉ biết là nghe thôi. Chỉ nói là tâm biết màu sắc và tâm biết được âm thanh, có bao nhiêu đó thôi. Đạo sĩ ghi nhận như vậy. Khi Đức Phật dạy như vậy, hãy sống trong hiện tại, chỉ hiện tại mới sự thật. Bắt đầu đạo sĩ có niềm tin rồi. Để ra lại, biết chỉ biết như vậy thôi. Khi mà hơi thở vào, biết bây giờ sự thật nó vào như vậy. Khi thở ra, bây giờ nó ra như vậy. Nó vào, tự động nó vào. Nó ra, tự động nó ra. Rồi thấy, cái tâm này chỉ nó thấy thôi. Mà nghe chỉ thấy là nghe thôi. Nhờ đạo hữu có niềm tin như vậy thì chú dạy, đạo hữu phát sanh tuệ nhãn. Thế tất cả các pháp phú gì là cái sự sanh và diệt là thái thường. Trong mắt thấy, tiếp tục nó cứ thấy, cái tâm ở cái này cứ thấy, tất cả đối tượng nó vào chỉ là thấy thôi. Rồi cái âm thanh nó vào tai, tự động âm thanh đang vào tai, rồi cái tâm thì trở tai, nó bắt đầu cứ nghe. Vì Đức Phật là chỉ trong lúc bây giờ, sống trong lúc bây giờ, và thấy chỉ là thấy thôi, và nghe chỉ là nghe thôi, thì bây giờ đó tâm nó làm việc. Mở mắt luôn luôn là nó thấy. Rồi à, chỗ này nó thấy được, tâm chỗ này nó thấy được màu sắc, thấy được màu sắc. Chỗ âm thanh tới, rồi cái tâm ở trong âm thanh bắt đầu chánh nó, chánh niệm, có thể nhớ nhận, tâm chỗ này biết được âm thanh, tâm chỗ này biết được âm thanh. Như vậy gọi là tất cả các pháp phú vi có sự sanh lên rồi diệt là thường, sanh lên rồi diệt là thường, sanh lên rồi diệt là thường. Là như vậy đó, từ một sách, mỗi sách ra. Vì chúng ta không có sống trong hiện tại, không thấy đối tượng một cách tự nhiên. Sự thật đó là như vậy, mà chúng ta không phải đó là như vậy, chúng ta cho đó là cái khác. Vì sao? Vì chúng ta thấy là chúng ta suy nghĩ. Chúng ta bắt đầu chúng ta suy nghĩ, chúng ta bắt đầu chúng ta so sánh, và so sánh rồi đánh giá. Rồi bắt đầu cái gì nữa? Để dạo khi mà chúng ta không sống trong lúc bây giờ, bắt đầu chúng ta so sánh đối tượng, và bắt đầu chúng ta có gì? Chúng ta có tham ưu. Tham ưu là gì? Tham ưu là tham, nghĩa là có sự thích không thích ở trong đối tượng. Khi mà thích không thích ở trong đối tượng là phiền não, là nhân của sự sinh ra sự đau khổ. Hoặc là có tà kiến. Tà kiến là cái tiếng này nó thường đối với ta. Nhưng mà khi mà tiếng này thấy rồi, nghe rồi, hình màu sắc mà đã thấy rồi, nó vẫn tồn tại, vẫn theo dõi. Vậy cái màu sắc đã thấy rồi, đang thấy rồi qua rồi, tự nhiên không biết trong lúc bây giờ thấy cái gì thêm nữa, bắt đầu quên cái thấy trong lúc bây giờ. Như vậy tâm chuyển đi chuyển của quá khứ, hoặc là sao sánh trong tương lai sẽ được như vậy, trở lại là không phải là thật. Không phải thấy là thật, sự thật không phải là như vậy. Đó là cái sự thấy, sự nghe của chúng ta, mà chúng ta đã từng có như vậy. Trong cái thấy chúng ta có tham, có sân ở trong thấy. Mà trong nghe chúng ta có tham, có sân ở trong nghe. Vậy sắc, thân, hương, vị, xúc đều có tham, có sân, có gì ở trong sắc, thân, hương, vị, xúc. Vậy chúng ta gọi là chấp gì chấp thủ. Sắc tốt khi hai người thôn dưỡng ngon nơi đụng chạm vừa lòng. Rồi chúng ta bắt đầu chúng ta chấp nó là thương, nó là vui, là cái nhân của sự khổ, là thủ thôi. Nếu mà ngủ quẩn là ngủ quẩn, mà Đức Phật dạy thấy chỉ là thấy thôi, sắc quẩn chỉ là sắc quẩn, màu sắc thôi. Bây giờ danh quẩn là hai biết, nó hai biết đối tượng, hai biết màu sắc, hai biết tiếng, chỉ là hai biết tiếng xuống thôi. Mà vì vô minh chúng ta hồi nào tới giờ không gặp phương pháp để mình chúng ta tu niệm. Giờ may mắn chúng ta bắt đầu chúng ta biết được phương pháp chúng ta tu niệm.
chúng ta thấy sự thật là sự thật. Sự thật nó là như vậy. Sự mới tập, có niềm tin nó vì đi tập như vậy. Tập đó để chúng ta có trí tuệ. Và là trí tuệ mà sát đó. Và khi có trí tuệ mà sát này, chúng ta mới thanh lọc được tâm. Được tâm tham, tâm sân và tâm si là nhân của sự đau khổ. Cho đến ngày hôm nay, đó là phương pháp, đó là minh sát tuệ, đó là vipassana đó, quý vị đang thực tập. Và nếu quý vị có niềm tin, không có phương pháp nào hơn nữa, thì có phương pháp này, hoặc là quý vị thử, cũng như thử thuốc của quý vị tập. Tập cho hết 10 ngày, thì đã thử coi, sau khi hết 10 ngày, có kết quả như thế nào. Cái lợi ích của sự tập đó đưa lại chúng ta như thế nào, giống như chúng ta dùng thuốc vậy đó. Bắt đầu dùng thuốc hết một tuần lễ, hết 10 ngày, cái thuốc mà dùng nó cho kết quả như thế nào. Nếu mà cô ạ thật có bệnh, bắt đầu chúng ta thấy bệnh chúng ta bớt, chúng ta biết là thuốc đã uống là hợp. Vì chúng ta có bệnh tâm. Bệnh tâm là gì? Bệnh tâm là bệnh buồn với lo. Và khi chúng ta tập được phương pháp của Đức Phật, phương pháp này ạ, rồi chúng ta tập được rồi, và chúng ta thấy bất buồn bất lo, rồi chúng ta biết là phương pháp này chúng ta tập nó đúng. Có niềm tin, chúng ta có niềm tin, tin có một vị giác ngộ, có phương pháp tập như vậy. Bây giờ có trí tuệ là chúng ta phải nỗ lực, phải cố gắng tập cho có trí tuệ như như Đức Phật vậy đó. Đức Phật nhờ Ngài giác ngộ, Ngài có trí tuệ, giải thoát được sự đau khổ. Đức Phật giải thoát được sự đau khổ, chắc Đức Phật cũng giải thoát cho chúng ta. Không một vị Phật nào giải thoát cho chúng sanh hết. Đức Phật chỉ là chỉ đường thôi. Mà Như Lai đó, giống như chư Phật trong quá khứ, chỉ đường thôi. Dù vấn đề đi không đi là vấn đề của chúng ta. Và nếu ta là người có bệnh, và biết chúng ta là người người đói là chúng ta phải ăn, khát nước chúng ta phải uống, có sự đau khổ tâm linh chúng ta phải tu phải niệm, là phương pháp thì chắc chắn là sẽ đưa quý vị tới sự an vui, và sự an vui đó là sự thật sự, và sự an vui không phải là tạm bợ, ta phải được bệnh viện, mới có niềm tin như vậy. Thì điều quan trọng nhất làm sao quý vị ngồi thiền rồi luôn luôn không quên chánh niệm. Hoặc khi chánh niệm phải đi chung với tâm. Không phải chỉ ngồi niệm, niệm thầm. Niệm thầm như thế nào cũng như niệm phòng xẹp như vậy không. Niệm song song với có sự hai biệt trong đó. Trí nhớ là ghi nhận một cái tâm nhiệm vụ đó là hai biết, trí nhớ ghi nhận thôi. Mà trí nhớ ghi nhận thì cái tâm hai biết do cái trí nhớ ghi nhận gọi là có ánh sáng của trí tuệ do nhờ cái sự ghi nhận đúng. Mà khi sự ghi nhận đúng rồi mới tâm thấy đúng được. Vậy một ngày đây thôi chúng ta chỉ ngồi như vậy thôi, theo dõi cái thở như vậy thôi. Thì ở một phòng sẽ ta. Từ khi quý vị theo dõi hơi thở niệm như vậy, bắt đầu nó chướng ngại niệm phòng à rồi xẹp à, giờ hơi thở bắt đầu nó biến dạng đó, không giống như cái sự niệm ghi nhận bằng cái tâm niệm thầm, nó biến dạng nó nhanh hoặc nó chậm. Nhưng quý vị chỉ dùng chánh niệm hẳn, chánh niệm nghĩa là biết tâm trong lúc bây giờ đang ở chỗ đó, và khi tâm ở chỗ đó nó hay biết ở trong điểm đó. Thì điểm này ngài Ma ngài Sư Minh ngài giải thích vấn đề niệm như thế nào gọi là niệm tâm. Mà trước khi niệm tâm đó thì tự nhiên chúng ta đã niệm thân rồi, cũng như là biết thở vào thở ra chúng ta biết, phòng xẹp chúng ta biết. Nhiều cái
tâm này nè, nó ở cho đó giờ nó tâm hay biết được được gì, hay biết được đối tượng, người biết được cái gió chuyển động nhanh hoặc chậm, mau hoặc lẹ, mà trong đó nó có sự cứng sự mềm ở trong đối tượng đó. Như vậy thì chúng ta mới hiểu biết được, gọi là thấy đặc tánh, thấy đặc tánh của sắc pháp. Và quý vị biết được đặc tánh của danh pháp nữa, đặc tánh của tâm. Vì nó ở nơi bụng, nó biết được cái đó đó. Nó biết được gì? Nó hay biết được co giãn của cái bụng, tăng cứng của bụng, di động của bụng. Như vậy, khi mà tâm không còn ở chỗ đó nữa, một tiếng động nào, tâm nó ở nơi, nơi tai, nơi lỗ tai. Thầy trong lúc đó, hành giả mới ghi nhận nơi, nơi sự hay biết ở trong đó nữa. Hay biết ở những đối tượng bây giờ tiếng động như vậy, đối tượng nào mà nổi bật nhất, nó nổi bật á, nó rõ ràng nhất ở trong lúc này, thấy tâm nó hay biết, thì tâm nó hay biết chỗ nào, trí nhớ theo dõi, lập tức cùng với tâm hay biết. Như vậy có gì thấy cái tâm, vừa tới là trí nhớ cũng vừa tới, tâm vừa tới, trí nhớ vừa tới. Người cái tâm có thể nó rất là nhanh, và tâm vương sanh được tâm sợ cũng tới đó. Tâm sở của ta, tâm dương, cái đó tâm sở của ta, người tâm dương bắt đầu nó bắt đầu được đối tượng. Tiếng niệm, khi mà tiếng được, chánh niệm điền cái đó, đi nhận, nghe, 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 cái nghe, nghe đó là cái chánh niệm. Ý nói là tâm ở cho đó nghe tiếng, tâm cho đó nghe tiếng, bắt đầu nó tâm nó làm thinh để nghe tiếng nó như thế nào. Nhưng một tiếng động rồi đi qua, một tiếng động đi qua, một tiếng động đi qua, một tiếng động ra. Như vậy cái đó là một cái thay đổi ở trong đùi cái tiếng. Như vậy thấy tiếng nó không có thường, tiếng ra là vô thường. Như vậy khi mà thấy tiếng nữa, tiếng là vô thường đã đào tới đó, chỉ thấy là một sự khó chịu, đức hoại nhiễm, và cuối cùng không làm chủ được cái tiếng đó. Nó tới rồi nó đi, tới rồi đi, nó tới rồi không chào hỏi, đi không có từ giả. Vì mắt thấy cũng vậy, một đối tượng nào nó đập vào con mắt nó mạnh, khiến cho mắt là thấy chánh niệm, lập tức ngay cái đó ghi nhận, thấy à, thấy à, thấy. Ý nói là thấy à, tâm thấy được màu sắc, tâm hay biết được màu sắc, tâm hay biết được màu sắc công đức này. Bắt đầu được tự nhiên thấy màu sắc đó, đi 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 tiếp tục là hay biết tiếp tục tiếp tục. Như vậy mới thấy sự thật của chúng, nó là như vậy. Thì cái đó gọi là sự thật, đó gọi là sự thật. Vì nói là chúng ta không thêm không không bớt gì hết. Vì nói không thêm không bớt nghĩa là nào, gọi là xuông, đi nhận xuông. Thì chẳng khác khi một máy chụp hình, khi một máy chụp hình có cảnh như thế nào họ bóp bấm một cái thì nó chụp y chang như vậy, đem rửa y chang như vậy. Hoặc là một cái máy photo, khi một cái máy photo như thế nào để rồi photo nó y chang như vậy. Thì hành thiền minh sát cũng như vậy, tánh khởi giống như là một vị họa sĩ, khi mà họa sĩ rồi mới vẽ tưởng tượng hình ảnh màu sắc như là tô màu tưởng tượng. Đó là việc khác, không có dùng tưởng tượng, chỉ trong lúc bây giờ, chỉ trong lúc bây giờ. Thì khi trong lúc bây giờ thì với lời của Đức Phật dạy bài giác và các ngài thiền sư đang đại áp dụng, điểm thân cũng như vậy, chỉ thấy thân thôi, nó một đối tượng nổi bật nhất, giờ nào nó cũng có mặt. Vì vậy các ngài mới đưa chúng ta niệm luôn luôn có mặt của hơi thở khi mình ngồi, và nếu khi thân này ngồi cũng có mặt của hơi thở, là làm việc tự nhiên đó. Bây giờ có một ý muốn đi, khi một ý muốn đi, một cái ý nghĩ muốn đi là một cái nhân khiến cái thân này đi. Khi mà thân này đi có một cái sự thay đổi, thân này cũng thay đổi. Thay đổi gì làm sao đi được, cũng phải có gió nữa. Nhưng tất cả các pháp hữu vi này nè, chúng ta sống do nhờ gì? Do nhờ các pháp hữu vi. Khi hành giả ngồi thiền, chúng ta mới thấy tất cả các pháp hữu vi thôi. Thân này cũng các pháp hữu vi, mà tâm cũng các pháp hữu vi. Khi mình nghĩ như vậy, cái thân nó làm như vậy, nghĩ như vậy, thân nó làm vậy. Thì Đức Phật dạy, dạy các vị sa di như thế nào gọi là pháp có một chi. Pháp một là gì? Côn. Tất cả chúng sanh sống do nhờ côn. Vậy không có ăn thì chúng ta chết, ngày nào cũng phải ăn.
Đức Phật dạy nó sati sata sankhara thitika, tất cả chúng sanh sống duy tồn được do nhờ pháp phụ vi. Chúng ta thấy đã ăn sáng ăn cơm chiều rồi, nhiệm vụ bây giờ chúng ta vẫn còn tiếp tục sống này, tất cả các pháp phụ vi bắt đầu toàn là hơi thở, hơi thở nước, nước lửa gió nó làm việc, tâm nó làm việc, các pháp phụ vi không có ngừng nghỉ, không có ngừng nghỉ. Thấy tâm của chúng ta hành động như thế nào, thấy thân của chúng ta bắt đầu chúng ta mới gọi là chúng ta có trí tuệ. Như vậy chỉ thấy phòng thấy sẽ thấy được tâm của mình, thấy phòng thấy chưa có trí tuệ, gọi là có trí tuệ chưa. Cũng như chúng ta đi học chữ, chỉ thấy nguyên âm phụ âm đánh dần ra được chưa, khi nào biết công cha như núi Thái Sơn đó, nghĩa này như nước trong nguồn chảy ra, hiểu được cái nghĩa đó để mà chúng ta sống trong xã hội như thế nào. Thì khi mà chúng ta hiểu giáo lý của Đức Phật, trong tâm chúng ta có cái gì ở trong tâm chúng ta, trong thân chúng ta có cái gì xảy ra trong thân chúng ta, khi mà chúng ta thấy rõ biết đặc tính của các pháp hữu vi, đặc tính của thân là như vậy đó, nó là cứng là mềm, nó là chuyển động, trạng thái của nó luôn luôn là thay đổi, đau khổ không ở với biển số của chúng ta, và tâm cũng như vậy, đặc tính của nó là hay biết, hay biết đối tượng theo mắt, theo tay, theo mũi, theo lưỡi, theo thân, theo tâm. Nhiều cái trạng thái của nó là thay đổi, thích không thích, thích không thích, cũng biết, biết cái này, biết kia, biết cái đó. Như vậy khi mà chúng ta có trí nhớ, có chánh niệm, mới gọi là thanh lọc được tâm. Bắt đầu ghi nhận gọi là thuần túy, tập cho thuần túy. Nhưng một câu rất là dễ, nhưng chúng ta tập rất là khó, vì một phương pháp thanh lọc tâm, tâm chúng ta khoa học nó không tìm ra được, không chụp hình được, không bắt được. Như mà nó bắt được màu sắc, bắt được hình, máu, bắt được âm thanh, bắt được mùi vị, mà rồi là tâm không bắt được. Vì vậy khoa học chỗ này nó không làm được. Thì có một vị là chúng ta tin tưởng đạo Đức Phật, và chúng ta học mấy ngày này là học Phật đó. Học Phật, Phật là gì? Một sự, Ngài là giác ngộ. Mà Ngài giác ngộ, Ngài giác ngộ kẻ khác được, vì vậy chúng ta học. Và nếu chúng ta thấy cái sự biết giống như Đức Phật dạy, hiểu giống như Đức Phật dạy, Ngài nói có danh có sắc, là đặc tính đặc tướng trạng thái nói nguyện, mà chúng ta hiểu vậy, chúng ta hiểu Đức Phật dạy như thế nào, vậy chúng ta mới buông được. Buông được là cái gì? Buông bỏ. Cái buông bỏ là cái tâm của mình hiểu sai, vì chúng ta chỉ bỏ cái tâm hiểu sai đó thôi, cho nó là thường, cho nó là vui, cho nó là của ta. Bây giờ chúng ta thấy là nó vô thường, thấy nó khổ, thấy nó không phải là của, như vậy chúng ta bỏ được tham ô và tà kiến. Tà kiến chúng ta cho nó đẹp, hồi trước đẹp, bây giờ cũng đẹp, mai cũng đẹp, mà sự thật không phải như vậy. Ngoài cho nó là của ta, mà sự thật không phải là của ta. Mà khi chúng ta hiểu được, chỉ tâm nó buông bỏ, buông bỏ, buông bỏ cái ngũ quẩn thôi. Ngũ quẩn là ngũ quẩn. Như vậy chúng ta có một trí tuệ, và chúng ta sống như trí tuệ. Thì trí tuệ mà gọi là sống mãi mãi, đó là phương pháp để thanh lọc tâm. Vì tâm chúng ta do nhờ trí tuệ, rồi nó buông bỏ tham sân si. Mà buông bỏ tham sân si cũng là tâm chúng ta thanh lọc, tâm trong đầu mới gọi là chúng ta sống mãi mãi. Là vậy, là phương pháp mà Đức Phật dạy chúng ta để mà chúng ta sống. Hồi nào bây giờ chúng ta đi sai, chúng ta chết một kiếp rồi một kiếp rồi một kiếp rồi một kiếp, cứ như vậy. Bây giờ ta bắt đầu chúng ta sống, tập sống một giây, từ được một giây, được một phút, một ngày, một giờ, và chúng ta mới gọi là sống mãi mãi. Đó là do trí tuệ, mình sát tuệ. Vậy thầy ông đi đến đây xin tạm dứt nguyện tam bảo hộ trì quý được sự an vui, mau giải thoát sự đau khổ. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.